tao phê. Bạn này chỉ bị mụn bít tắc thôi. Vào chân con mụn luôn, không thèm ra cho ấy. Cứng ơi là cứng, nó còn không thèm ra cho. Những con mụn nó không ra, để tí nữa quay lại hồi ra lại lấy nhỉ, chưa? Thế phải chủ nhật vừa rồi có về tí nào không Hương? Em thứ bảy Hương nhà em ra. Thế chị về chủ nhật, chị về lúc sáng chiều chị lại ra luôn. Chị cũng chuyển hết ra ngoài này đỡ phải về lại cho nó mệt chị Thanh. Thích về chứ. Thế à? Một đứa nhà chị. Con mụn sợ không? Cái da của mình này con phải thường xuyên chăm sóc chứ không phải là... Đấy, con mụn sợ không? Chứ không phải là cứ khỏi một thời gian xong con không chăm sóc nó lại. Bởi vì cái tố chất da của con y chang như của mẹ con, từ cả nội tiết. Phải con cô Tuyết đấy không? Không. Đấy. Da mình nên đi chăm sóc 10 ngày một lần cho nó vừa đẹp vừa khỏe. Cứ lấy hết một thời gian hết mụn con lại không đi thì da nó yếu lắm. Sáng lên con. Ai mà cũng như cái bạn Thúy Quỳnh chăm sóc da nhỉ Mai nhỉ? Nhẹ. Bị mụn nặng xong bắt đầu chữa khỏi một cái là cứ đúng hàng tuần. Quá cái là 10 ngày lên đây. Mà quê đâu có gần chứ. Tận ở đâu xa, hình như Thái Bình hay ở đâu. Chịu khó đi ra. Chăm da. Chăm sóc da và con sợ lắm rồi. Bây giờ mà nó lại trở về cái giai đoạn cũ. Nhiều cái này cơ mà. Lấy cái bông lau cho bác mi. Yeah.
trắng lên. Bóp cái chiều đấy không được là phải đổi chiều để lặn mụn nữa chưa? Không phải là chọc mãi ở cái chỗ góc này đâu. Ví dụ góc này không được phải đổi sang cái góc này. Đẩy cái ngón cái vào để làm cái lực. Mụn nó mới đi lên được hết. Con mụn nào mà không lên được chân thì phải đừng đẩy cố. Đi chỗ khác tí nữa nó hồi ra làm tiếp. Đấy, nhìn thấy chưa? Bánh chưng nhà Thùy ngon thật nhà bác Thanh nhỉ. Em mà biết không, bác Thanh hôm chủ nhật ra em bảo nó kho cho em một lồi giả cầy, bảo bác Thanh xách ra cho em. Tuần sau, tuần nào chị cũng về mà. Vâng. Mình xưa em đẻ thằng Út ấy, nó nấu cho một lồi lại mẹ. Thịt lại kho. Trắng lên con. Em còn không thể không dám lấy con kia kìa cả. Toàn là bít tắc thôi. Tuyến bã nhờn. Nhân cái vàng óng vàng ọng ra. Tiếp lại được sạch này xong rồi mai mặt nhẹ cả người. Dạ vâng ạ. Người con này thì nhỏ mà con mụn nó đấy, con mụn đấy là cứ to tròn óng á. Ôi trời ơi, sao con không lấy được cái này. Đây có con đây này. Chưa làm nào để nó ra được đây này. Đây mà không ra thì thôi bó tay rồi. Vừa rồi dịch cơ quan Bắc Thanh có nghỉ luân phiên không? Chị nghỉ 20 ngày rồi. Bạn em ở bên ngân hàng nghỉ cứ tuần làm tuần nghỉ. Ở đây cũng chẳng có khách, chẳng cứ ngồi không thôi. Xếp cho tuần nào tuần nghỉ. Xong rồi con, tắt đi.